Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có một thông tin đặc biệt dành cho những gia đình nào mình có con trẻ. Chúng ta cũng sẽ lưu ý hơn một chút về cái quá trình mình chúng ta chăm sóc và vui chơi với con. Bởi vì với cuộc sống hiện đại nè, áp lực công việc quá nhiều, thời gian nếu mà chúng ta có thể thực sự dành cho con trẻ thì không có bao nhiêu cả. Cho nên dù có nhiều người vẫn biết là cần phải có thời gian dành cho con trẻ, nhưng rõ ràng mình cũng rất khó để có thể thu xếp được một cái khoảng thời gian đủ để có thể thực sự ở bên con. Và chính vì vậy mà hiện nay đã có không ít những cái ngôi nhà, những cái trường hợp mình thấy TV nè, những cái thiết bị thông minh như là điện thoại hoặc là máy tính bảng dần dần đã thay thế sự yêu thương chăm sóc của ba mẹ, giống như là bảo mẫu của trẻ vậy đó. Cái điều Huỳnh Ngân nói là cực kỳ đúng. Tại vì thực sự là ở nhà Ngọc Trúc cũng có con nhỏ thì mình rất là hiểu cái nỗi của các bậc làm cha làm mẹ. Tại làm sao mà mình cứ phải đem TV, này, iPad, điện thoại ra để dụ con. Cái này thì, gọi là chống chế không vậy hả? Cái này gọi là gì? Không, thực sự là tại vì có thể là vì Thảo Nguyên không và phải mình luôn. Thảo Nguyên thấy nhiều người có con ổn nha, cứ muốn làm việc riêng xong rồi cái quẳng cho con mình cái iPad, quẳng cho con mình cái điện thoại di động, ứng làm gì làm. Không, cái vấn đề là cái dạng Nguyên nè, tại vì trẻ con bây giờ nó phát triển rất là sớm. Có những đứa chỉ có hơn 1 tuổi thôi là nó đã nhìn thấy những cái thiết bị điện tử đó rồi. Nó bị thu hút. Bây giờ rất là nhiều những cái chương trình ở trên YouTube, mình thấy những cái chương trình dành cho trẻ em nó làm màu sắc rất là nhiều, rất là đẹp, và những cái bài hát rất là hay dành cho con nít, cả chương trình trong nước và cả chương trình nước ngoài nhiều lắm. Là mình chỉ cần lên YouTube mình search một cái keyword, một cái từ khóa thôi là mình đã ra rất là nhiều những cái chương trình cho con rồi. Thì khi mà trẻ con á, nó chỉ nhìn qua một lần thôi là nó nhớ liền và nó muốn được xem. Thì và cứ như thế nhiều khi nó đòi cha mẹ nó cho nó coi nữa. Ví dụ như là nhà Trúc nào là phải hạn chế hết mức tối đa con một chút, là không có cho coi quá nhiều, mỗi lần chỉ coi 5 đến 10 phút thôi, mà mỗi lần tắt tivi là giống như là trời sập tới nơi vậy đó. Khóc lóc tỏi hên hết là mà cứ đòi coi. Thì mình cũng hiểu là những cái chương trình đó nó quá hay và nó quá thu hút con nhỏ. Vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào nếu như mà mình không có muốn con mình coi tivi, coi iPad quá nhiều? Thì đương nhiên là mình cũng sẽ phải tìm ra những cái hoạt động khác ở xung quanh, mình tìm ra những cái điều thu hút con hơn, mình chơi với con nhiều hơn, giỡn với con nhiều hơn, thì chắc chắn rằng là trẻ cũng sẽ thích tương tác với người ngoài, trẻ cũng sẽ thích chơi với ba với mẹ mình hơn là chơi với cái tivi, đúng không nào? Và theo một cái điều tra về gia đình tại Việt Nam được thực hiện bởi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thống kê, Viện Nghiên cứu Gia đình của Australia và Viện Nghiên cứu Gia đình và Thế giới với sự hỗ trợ của UNICEF, thì có tới 20% các ông bố và 7% bà mẹ Việt không dành đủ thời gian chăm sóc và dạy dỗ con cái. Thật ra chúng ta không thể nào phủ nhận được việc cha mẹ thời hiện đại này là mình phải tập trung rất nhiều vào công việc để có thể là tìm được cái nguồn tài chính tốt nhất cho con mình học ở cái môi trường cực kỳ tốt và tất nhiên đầy đủ về mọi thứ. Nhưng song bên cạnh đó, chúng ta đều phải trả giá về mặt thời gian cho con của mình. Không ai có thể ba đầu sáu tay, vừa có thể kiếm tiền thật là nhiều tiền, vừa có thể bên cạnh con 24/24 giờ. Đây cũng là một trong những cái thiệt thòi. Nhưng mà Thảo Nguyên nghĩ rằng là chúng ta nên biết cân nhắc lại ạ. Làm giàu thì nó cần cả một thời gian, nhưng con quý vị nó có một cái chừng mực trong vài năm hoặc là những năm bao nhiêu đó. Chứ nếu như mà chúng ta cứ để mặc cho thời gian như vậy, bé lớn lên, bé sẽ thiếu thốn tình thương. Bé sẽ phát triển nó không đồng đều về cái tình cảm của mình, và đồng thời cái xu hướng mà tiêu cực nó khá là nhiều. Nên chúng tôi cũng rất mong rằng là quý vị chúng ta nên dành thời gian cho con của mình vào buổi tối, kể chuyện, chơi trò chơi, ăn chung rồi gia đình trò chuyện, nó vẫn hơn là Thông Nguyên thấy có những gia đình mình nhìn vào mình thấy nó ngạn ngào làm sao á. Tối lại hẩm hiu á, ba mẹ đi làm chưa có về, con ăn cơm với người giúp việc hoặc là ông bà nội bà ngoại nếu lên chơi, còn không thể ăn một mình. Đây là một cái thực trạng hầu như là ở những gia đình hiện đại đang có chiều hướng gia tăng. Thực sự thì đúng là không phải là hầu, không phải là số ít đâu mà là số nhiều luôn đó, rất là nhiều. Tại vì bây giờ mình thấy cái lịch làm việc của mình, để ví dụ như là mình làm cái nghề truyền hình này đi, thì đâu có bao giờ mà mình về buổi tối mà đúng cái giờ tan tầm, đúng cái giờ 5-6 giờ chiều được, đúng không? Rồi chưa kể có rất là nhiều những cái ngành nghề khác nhau mà người ta không có làm trong cái 8 giờ hành chánh đâu. Người ta nhiều khi ta làm tới 9-10 giờ đêm ta mới về, hoặc là đôi khi là phải làm tăng ca, làm ca đêm vân vân, rất là nhiều những cái công việc mà thực sự là
Chúng rất là hiểu là mình không có lựa chọn được đâu quý vị. Mình không thể nào mà mình nói là không, tôi chỉ làm 8 tiếng thôi, 4 giờ là tôi phải về với con tôi rồi. Không, mình không lựa chọn được những cái điều đó. Bởi vì là cuộc sống này, cơm áo gạo tiền, tất cả những thứ mình đều phải lo hết. Vậy thì làm sao để mà mình vừa có thể là mình bảo đảm có một cái khoảng thời gian cho con mình, vừa có thể là mình chăm lo được cho con mình nè, chăm lo về cái đời sống tinh thần cho con nhiều hơn, chứ mình không có nói nhiều đến về vật chất ha. Thì ví dụ như là nhà Ngọc Trúc đi, thì sáng mình ngủ dậy, đương nhiên là khi mà ngủ dậy thì các bé cũng sẽ phải dậy sớm đi học đúng không nào. Như là nhà Trúc thì khoảng 6-7 giờ là cả nhà đều phải dậy hết rồi. Thì bé dậy, đầu tiên là bé dậy trước nhất, bé dậy sớm rồi bé mới kêu ba mẹ dậy. Đó, nhà lộn người. Tại vì ba mẹ thì ngủ quá nhiều, còn con thì nhu cầu giấc ngủ của trẻ con thì nó ít hơn. Đúng, ít hơn người lớn. Không, tại vì nhà của Trúc là bé ngủ sớm. Bé là 7 giờ là bé ngủ rồi, thì đương nhiên là 6-7 giờ sáng là bé dậy rồi, không có ngủ được. Còn mình thì nửa đêm mình mới ngủ. Đó thì sáng thì mình buồn ngủ. Thì cũng rất là hên là bé nó có cái lịch như vậy, thì cứ sáng 6-7 giờ là nó dậy. Nó dậy nó kêu mình dậy. Mình dậy thì mình chơi, mình tranh thủ khoảng 30 phút một tiếng mình chơi với con, tắm rửa cho con nè, rồi hỏi con này nọ nọ kia, rồi đôi khi là mình cùng có thực hiện cùng với con những cái nếp sinh hoạt, ví dụ như là cùng uống sữa, rồi bày với con là lấy sữa ở đâu, pha sữa như thế nào. Thì rất là nhiều những cái mà nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống thường ngày thôi thì mình đều có thể là mình dạy con được trong cái khoảng thời gian này. Và hay là buổi tối trước khi đi ngủ á, thì những cái ngày nào mà Trúc không có phải làm việc khuya thì mình tranh thủ mình về sớm với con. Con thấy mình về sớm thì mừng lắm, và mình hỏi những cái câu rất là nhẹ nhàng đơn giản trong cuộc sống thôi. Thí dụ như là hôm nay đi học có vui không nè, rồi hôm nay con ở nhà thì có những gì xảy ra. Mặc dù bé chỉ mới có 2 tuổi thôi nhưng mà đã biết kể rồi. Ví dụ như là hôm nay đi học là có chuyện gì xảy ra là kể hết như vậy. Và mình tránh, rất là tránh luôn, tránh xa iPad, điện thoại, tivi. Mà mình phải nói trong đầu mình là không được cho con coi. Mặc dù mình biết rằng là mở tivi cho con coi thì mình sẽ rất là nhàn, nhưng mà mình cứ phải cố gắng, mình hy sinh nhiều như vậy để cho trẻ nó có một khoảng thời gian, một khoảng không gian nó phát triển tốt hơn. Và như được như Trúc thì được mấy hả? Cố gắng lên ha. Phải cố thôi, thực sự là mình cứ phải tự động viên mình á. Tại vì nhiều khi đi làm mệt lắm, đi làm về nhiều khi chiều về tới nhà là muốn nằm xả lai ra rồi, thì cứ nghĩ là thôi bật cái tivi cho con nó coi cho mình khỏe cho rồi. Thì có nhiều lúc nghĩ như vậy luôn á. Nhưng mà mình cứ phải mình tự động viên mình á. Nhưng mà khi mà các bậc phụ huynh mà cũng ai cũng có cái sự cố gắng dành thời gian chất lượng cho con á, là chúng ta không chỉ là có được cái hiệu quả trong cái thời gian đó không đâu, mà chúng ta đang xây dựng cả một tương lai cho con luôn. Đừng có nghĩ là chỉ có tiền nhiều thì mới xây dựng tương lai cho con. Cái tinh thần, cái sức khỏe tâm lý của trẻ ngay giờ phút này mà bạn đang xây dựng là nó ảnh hưởng về lâu về dài luôn. Cụ thể có lời khuyên của chuyên gia ở đây chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị. Theo phó giáo sư tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, thì sự phát triển về tâm hồn, thể chất và các kỹ năng giao tiếp xã hội của trẻ em chịu ảnh hưởng rất lớn vào lượng thời gian mà cha mẹ dành cho, cũng như mức độ gắn kết của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, có một thực tế đáng suy ngẫm, đó là chúng ta cũng nói nãy giờ rồi đó, cuộc sống càng hiện đại, càng bận rộn thì sự gắn bó của các thành viên trong gia đình càng có chiều hướng là lỏng lẻo hơn. Và làm sao đây để tổ ấm không lạnh? Chúng ta hãy dành cho người thân thêm thời gian để gắn kết yêu thương. Xuất phát từ mong muốn gắn kết yêu thương trong gia đình và sẽ khơi gợi trí sáng tạo của trẻ, Kinder Toys đây ạ, đã được tạo ra với ý tưởng vô cùng thú vị. Đó là những quả trứng với rất nhiều những cái màu sắc khác nhau, luôn thu hút ánh nhìn của bất cứ trẻ nào. Đặc biệt hơn, bên trong quả trứng là một thế giới rất là bí mật để khơi gợi sự sáng tạo tò mò của các bé. Bố mẹ sẽ cùng các con của mình khám phá những món đồ chơi thật là thú vị ở bên trong quả trứng. Đó là những nhân vật trong truyện cổ tích, những nhân vật loạt hình như là Disney, Puppet Barbies, Star Wars hoặc là Simpsons. Một phần còn lại của quả trứng đó chính là sô-cô-la. Nói thiệt quý vị, Thảo Nguyên thưởng thức rồi. Thấy rất là thích. Sô-cô-la thì nó rất là ngon và thơm, với thành phần chất lượng được sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm châu Âu. Và lúc này ba mẹ có thể là ở bên cạnh bé để mà cùng khám phá những cái bất ngờ từ trong quả trứng Kinder Joy. Và trong mỗi khoảnh khắc gia đình bên nhau thì các em sẽ nhớ được cái giây phút nào đó mà mình được hạnh phúc, mình được bất ngờ, mình cảm thấy thích thú khi ở bên cha mẹ. Và nó cũng gợi sức sáng tạo cho bản thân của các em, vừa vui, vừa chơi, vừa thưởng thức cái phần sô-cô-la chất lượng hảo hạng của Ý, và có thêm cái thông điệp yêu thương từ các thành viên trong gia đình. Đây là thông điệp mà Kinder Joy mong muốn các gia đình trên toàn thế giới, cũng như gia đình Việt Nam sẽ có được khi đón nhận các sản phẩm Kinder Joy.
mình luôn tin rằng là các bậc phụ huynh luôn muốn các con em mình có một cái tuổi thơ tươi đẹp nhất. Vì thế Kinderjoy luôn muốn là cầu nối giữa ba mẹ và các em khi mà cùng tham gia khám phá cái những đồ chơi trong đó và cùng kích thích phát triển trí não cho các bé và dành những khoảnh khắc yêu thương nhất khi chơi đùa cùng các bé. Tôi hay dẫn con đi ra công viên hay là hồ bơi để mà chơi, nhưng mà những lúc không có thời gian thì phải ở nhà. Thì sản phẩm Kinderjoy đã đem gia đình tôi quây quần lại bên nhau. Vì cái sản phẩm này một bên là sô-cô-la rất là ngon, một bên là đồ chơi lắp ráp. Thì những cái lúc đó thì cả gia đình ngồi lại lắp ráp đồ chơi với nhau thì rất là vui. Nhờ có Kinderjoy mà gia đình tôi quây quần gắn kết bên nhau.